Hello, dạ em xin mến chào quý vị khán giả. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh kể chuyện của em. Mến chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui và có những phút thư giãn và vui vẻ khi xem clip của em ngày hôm nay nha. Và mến gửi đến quý vị một lời chia sẻ nói về phụ nữ. Chắc hẳn rằng đàn ông ai cũng muốn biết nhiều về phụ nữ hết. Nhưng làm sao để biết được một người phụ nữ mà có cái nhu cầu về chuyện đó cao, hoặc là một người phụ nữ mà thu hút người đàn ông, thu hút mọi ánh nhìn luôn, là phụ nữ như thế nào? Một người phụ nữ mà có 5 cái đặc điểm này mà càng nhỏ thì người đàn ông họ càng thích. Bởi vì nhìn là biết người phụ nữ đó họ cực kỳ Thì người phụ nữ mà có 5 cái đặc điểm đó là 5 cái đặc điểm gì? Mến gửi đến quý vị một lời chia sẻ ngắn mà em nghĩ rằng có rất là nhiều người đàn ông nói: ôi, cái chuyện này anh biết ngò rồi Ngọc ơi, anh rành lắm, tại vì anh từng trải cho nên anh biết gành phụ nữ dữ lắm luôn. Nhưng cũng có nhiều anh chàng chưa có biết và rất là khao khát tìm hiểu về phụ nữ, con gái. Cho nên là clip này em đặc biệt gửi tặng cho các anh. Còn anh nào biết rồi thì có thể xem clip này cho vui, xem thử em gái nói có đúng hay không nha quý vị. Một người phụ nữ mà khiến cho một người đàn ông say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì cái này nó càng nhỏ thì càng làm cho người đàn ông mê mệt quý vị. Cái gì mà nhỏ dữ vậy trời? Khi mà các anh đi hẹn hò với một cô gái đi, mình sẽ hẹn nhau đi uống nước để mà nói chuyện, tìm hiểu nhau. Nhưng người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ thì yêu bằng tai như quý vị. Cho nên là phụ nữ họ rất là thích những lời ngọt ngào, ong bướm. Đàn ông mà muốn chinh phục, muốn dụ một cô gái lên giường rất là dễ, chỉ cần là biết nói chuyện vui vẻ, đẹp trai thì tính sao đi. Nhưng mà cô gái nào cũng vậy, rất là thích được nghe những lời khen, cho nên là người ta mới nói phụ nữ yêu bằng tai, đúng không ạ? Nhưng đàn ông thì yêu bằng mắt, cho nên phụ nữ họ rất là chăm chút về cái vẻ bề ngoài, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Khi mà nhìn vào một người cô gái thì đàn ông họ bị thu hút bởi đôi mắt. Nếu mà một người phụ nữ có một đôi mắt đẹp, một đôi mắt có chiều sâu, một đôi mắt long lanh giống như mắt nai tơ quý vị, mà lông mi thì cong cong, mà giống như búp bê vậy đó, thì đôi mắt đẹp như vậy thì sẽ thu hút rất là nhiều người đàn ông. Và người phụ nữ đó rất là đa tình, người phụ nữ rất là hiểu, thấu hiểu nhiều chuyện lắm. Cho nên là chuyện trên giường, chuyện gì cũng có thể nói rằng cô ấy rất là am hiểu nếu cô ấy có cặp mắt đa tình. Rồi, cái điều mà nhỏ tiếp theo, mà duyên dáng nữa, mà nhìn vào bộ phận này thì biết là người phụ nữ đó cực kỳ dâm. Đó là cái miệng vị. Cái miệng là nơi tập trung rất là nhiều dây neuron thần kinh, và đôi môi là một cái gì đó mà khi mà nhìn vào mà có thoa một miếng son nhẹ nhẹ, một cô gái đẹp mà có đôi mắt đẹp, một đôi môi đẹp, chắc chắn sẽ ăn điểm rất nhiều. Khi mà lần đầu tiên hẹn hò thì anh chàng nào không thể nào cưỡng nổi một cô gái như thế. Mà cô gái mà chăm chút về cái đôi môi, về hàm răng trắng tươi khi mà lần đầu hẹn hò thì thu hút. Người ta nói cái răng, cái tóc là gốc con người vậy. Một cô gái mà có một cái nét đẹp, miệng thì nói chuyện duyên dáng, xinh xắn, là một cô gái rất là rành về cái chuyện giường chiếu. Em nói cho vui thôi nhưng cũng có thể đúng hoặc cũng có thể sai như vậy. Rồi, và cô gái mà có cặp bưởi năm roi, tròn, to, căng mọng nước thì sẽ được lòng rất là nhiều anh chàng. Bởi vì đàn ông yêu bằng mắt mà.
Khi mà thấy phụ nữ mà có hai cặp bưởi năm gôi, trái cây vườn trái cây sum suê vậy thì ai mà chẳng thích, ai chẳng ham. Và người phụ nữ họ, nếu mà cái đó mà nó nhỏ đó thì người ta cũng tìm cách để mà người ta đi làm cho nó đẹp bằng cách là nâng cấp cái dòng một lên. Ở hiện bây giờ là ở Sài Gòn có rất là nhiều trung tâm gọi là thẩm mỹ viện, người ta sẽ nâng cấp cho mình, dù cho nó lép cỡ nào thì người ta cũng sẽ nâng lên cỡ đó, 250 hay là gì cũng được. Đó, có những cái trung tâm thẩm mỹ mà em nghe nói đâu là một cô gái mà muốn chinh phục được một người đàn ông thì chắc chắn là cái dòng một là phải có quý vị. Tại vì cái dòng một là nó cái điều ăn điểm. Một cô nàng mà đi chăm chút về cái vẻ bề ngoài dòng một của mình thì cô nàng cực kỳ dạ. Em nói thiệt quý vị luôn, 100% phụ nữ mà nếu mà người ta chăm chút về cái vẻ dòng một của mình là một người phụ nữ có rất là nhiều am hiểu trong cái chuyện giường chiếu. Đó, mà em nói đây cũng có thể đúng hoặc cũng có thể sai như vậy. Có nhiều người ta thích làm đẹp thôi, chơi chơi để cho người ta đàn ông ngắm thôi chứ không có thích cái chuyện đó đâu. Đó. Tại vì em suy bụng ta ra bụng người quý vị ơi. Và cái đặc điểm cuối cùng, càng nhỏ thì người đàn ông họ càng thích. Một người phụ nữ mà khi mà nhìn vào cái bộ phận này thì biết rằng cô nàng này là coi như là rất là am hiểu về chuyện đó. Đó là dùng tam giác vàng quý vị. Ruộng lâu ngày bỏ lâu không cày cấy, nhờ người cày hộ có được không? Lâu ngày mà không cày cấy thì cái ruộng đó nó càng đẹp, mày cỏ phải dọn cho sạch bách luôn nha, là kêu bằng là thu hút rất là nhiều người nông dân muốn cày cấy. Em nói mấy mé quý vị coi như là nghe là đúng đã hiểu em muốn nói cái gì vậy ha. Nó vui nhưng mà nó thật quý vị. Khi một người phụ nữ mà có cái đó đó mà họ chưa có quen một người đàn ông nào hoặc là người ta mới lớn quý vị, thì cái mảnh ruộng đó, mảnh đất đó nó chưa bao giờ được ai đụng vào. Nó còn nguyên coi như là hàng chục thêm quý vị. Thì một người phụ nữ mà khi mà một người con gái chứ phải phụ nữ, tại phụ nữ là có chồng rồi đi, nhìn chung là vậy đi, còn con gái là người ta mới lớn mới nhớ quý vị, mà có cái đặc điểm nhỏ như vậy thì chắc chắn 100% đàn ông ai cũng thích và ai cũng yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn một cái thôi là ghiền liền, phê tới nóc quý vị. Em nói đi à, không biết là có đúng hay không, nhưng mà theo cái suy nghĩ, quan điểm cá nhân của em là em nghĩ vậy. Còn quý vị nào mà không có nghĩ giống em hoặc là thấy em nói sai hay là nói chưa đúng, xin quý vị cho em những lời góp ý. Em thành thật xin cảm ơn. Và clip của em cũng khá là dài, em xin phép được dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào những clip tiếp theo nha. Xin chào.